Tổn pháp tài, diệt công đức, mạt mất do tư tâm ý thức. Thị dĩ thiền môn liễu xuất tâm, đốn nhập vô sanh tri kiến lực. Dịch là công đức giảm, pháp tài xa xúc mãi. Thải đều do tâm ý thức mà ra. Thế cho nên thiền đạo đối với tâm cần trực diện ung đúc cái sức vô sanh tri kiến. Tổn pháp tài, diệt công đức. Cái người tu hành nó có gọi là thất thánh tài, có 7 cái món của tài sản quý báu của cái người tu hành. Cho nên là trong kinh mà thường thường mà nói là cái cảnh giới cực lạc A Di Đà mà lấy thất bảo mà hiệp thành đó, người ta dùng là thất bảo đó là vàng bạc lưu ly pha lê sa cười thích châu mã não san hô hộ phách, điều theo cái mà người thế gian gọi là quý. Thì Như Lai cũng lấy những cái mà người thế gian gọi là quý để nói lên cái đẹp, cái quý của đất nước cực lạc. Chứ mà mình tưởng tượng đất nước cực lạc mà bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cự xích châu mã não mà làm đất, làm nhà, làm ao là phải tùy theo đất. Đất thành phố giờ mắc lắm, rẻ là lên miệt Tân Quyên, lên trên Bình Phước á, nên rừng thì mình mua mẫu vậy, giờ có chừng cây 2 cây à. Còn ở đây là một thước rồi tới là 5-7 cây, thước cà rê rồi bên kia là mẫu vài cây à, rê rê vậy. Cái đất nó rẻ là tại vì nó nhiều, nhiều quá nên nó đâu còn quý gì. Mà nếu như cảnh giới cực lạc mà toàn là bằng cái thứ đó không, thì cái thứ đó nó cũng giống như là ngói, gạch, sỏi, đất đá mình đây vậy thôi, chứ có gì đâu là quý. Do vậy cho nên mình nghe kinh rồi mình phải tư duy nữa chứ. Chứ mình tưởng tượng rằng à, đất mình đang quý thì trời ơi, mình về kia vậy thôi là vàng đã rồi, cái mình moi vàng vô mình cất, cất chi. Vàng ở đây mà moi vô cất thì đem bán 500 ngàn chỉ. Tức là vàng là vàng. Còn trên kia vàng là đất. Thế thì là moi vàng đem vô cất thì giống như là mình ra trước sân đây mình moi đất cục vô mình cất nhà mình vậy thôi. Có được gì đâu. Vậy mà biết bao nhiêu người lầm nghe được tưởng tượng vậy, trời về kia đã quá, giàu vô số, thật không có giàu vậy. Ở nhiều khi mấy cái nhà cửa bằng toàn là cái chất đó không, mà nó nắng lên cái là nó rút cái nhiệt độ vô trong đó rồi, rồi trời mà có mát đi nữa, rồi nó cũng còn cái nhiệt độ nó tỏa ra mà ngủ một đêm ngủ cũng không được nữa chứ. Sướng cái gì bằng cái gì cũng bằng vàng hết, bằng kim loại hết. Thế thì là cái thất thánh tài là giới, văn, tam, quý, niệm, định và xả. Đó là 7 cái món của cải của hiền thánh đó. Giới đây là mình phải biết những cái điều nào là thuộc về thiện, lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh, mình nên làm cái đó trong cuộc sống, để xây dựng cuộc sống. Còn những cái điều nào mà nó hại cho mình, hại người, lợi tất cả nhân quần xã hội thì cái điều đó mình không nên làm, để cho cuộc sống của kiếp con người nó được an lành. Cái đó thì gọi là giới. Chứ giới không có cái gì hết mà gọi là phải giữ. Cho nên là trò trò khư khư nói là tôi có phát nguyện tôi giữ giới, rồi cứ hàng ngày ôm ấp cái giới đó, là đau khổ một cách vô ích, phí phạm cuộc đời. Giới không có cái gì hết á. Giới là cái gì? Không có. Mà cái chữ giới đây có nghĩa là phải có cái trí tuệ nhận thức. Cái nào mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh thì mình làm. Còn cái điều nào mà mình phải có trí tuệ nhận thức rằng việc làm này có hại cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh, nhân quần xã hội thì mình không làm. Đó, giữ vậy thôi, chứ không có giữ giới gì. Đừng mà đặt ôm vô đếm giới từ 1, từ 2, từ 3, từ 4, từ 5, cho tới 48 giới, rồi cho tới 250 giới. Không cần. Không ai ở không đâu mà đếm. Không ai vui đầu vô để nhớ 250 giới từ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khùng điên sao nhớ vậy? Không cần. Mà cái giới như vậy đó ta gọi là tu thiện pháp giới. Ta gọi là nhiêu ít hữu tình giới. Mà không cần đếm 1, 2, 3, under, throw, cắt hay là mùi bì, bay, bồn bì, bánh gì.
không cần ý ở xe xứ ù liếu, không cần giúp gì xám xây ẩn lục sách bạc, không cần đến bất xứ tiếng gì trên cõi đời này. Đó là giới vậy đó. Chắc mà mình khư nó tôi giữ giới. Hỏi nhiều giới nữa, mấy trăm giới, mấy chục giới, không biết tu đâu. Nó ra sao dữ, nó chạy như con thỏ, nó cứ nó giục nó chạy, sao mình phải giữ? Hay là nó trốn, nó chui chui như con dế nhủi vậy, mình phải giữ đừng không cho ra? Hay là nó như con bò trâu, nó đi phá lúa người ta, mình phải giữ? Nó có. Cho nên là học cái giới của Đại Thừa Tư Tưởng đó, ta gọi là tu thiện pháp, là thành giữ giới rồi. Cho nên nói giữ giới mà kỳ thật không có giữ giới gì hết. Miễn là cái nào lợi mình lợi người lợi tất cả chúng sanh thì làm. Cần có trách nhiệm thấy cái nào hại mình hại người hại cho nhân quần xã hội thì không làm hết. Đó là giữ giới rồi đó. Hay là văn. Văn là đa văn ở đây là ví dụ như là chúng ta học vậy nè. Chúng ta nghiên cứu chúng ta học về là văn á. Là phải nghe, phải học. Hồi nhỏ chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không có trí khôn. Chúng ta phải tới nhà trường, ta học từ lớp 1 cho tới lớp 12. Lớp 12 ta học thêm 10 năm nữa để ta có cái bằng tiến sĩ thạc sĩ. Thế là ta phải học thế gian để mà làm ăn, để mà mưu cầu sự sống. Nhưng mà cái học của thế gian, thạc sĩ tiến sĩ để mưu cầu sự sống, có người tử hình vì những cái kiến thức của mình. Có người phải chết đau thương oan uổng vì cái kiến thức, vì cái vì mình quá khôn ngoan, mình tạo ra tiền tài, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, quyền lợi. Cho nên chết vì cái kiến thức, vì cái danh vọng, vì cái địa vị, vì cái giàu có. Cho nên cái học của thế gian có cái đem lại lợi ích được, mà sai lầm một cái, sử dụng không khéo, thì nó là nguyên nhân của mất mạng, của khổ đau. Nhưng mà cũng phải học thôi mới làm được việc đó. Thế thì trên con đường mà thấy nhận thức là trên con đường giải thoát giác ngộ, tiền tài vật chất danh vọng địa vị mà đã học mấy mươi năm không đem lại an lành, bây giờ muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ thì cũng phải học, gọi đó là văn. Văn tức là phải học, phải nghe về chánh pháp, phải nghe chánh pháp, phải học chánh pháp, phải hiểu chánh pháp, phải hành chánh pháp để được sống theo chánh pháp. Đó là một cái thứ của quý của bậc hiền thánh đó. Đây là cái món tài sản cổ báo thứ hai là văn. Cái món cổ báo thứ ba là tàm, thứ tư là quý. Hai cái chữ đó, có sách thì ta dồn lại, có sách thì ta chia ra. Tàm có nghĩa là cái người mà phải có cái đức tính tự trọng, tự hổ thẹn, mà không cần có người chỉ trích phê bình, tự làm thiện mà không cần có người động viên. Ví dụ như là mình đi vào trong cái nhà vệ sinh mà mình thấy người ta bỏ quên, trong nhà tắm người ta bỏ quên sợi dây chuyền, hay là cái đồng hồ Longines, hay là đồng hồ Omega, cái giá trị nó là mấy triệu đồng, mà mình không lượm, mà mình còn thông báo cho ai đã có bỏ quên đó thì nhận lại, mà mình không lượm. Vì của này theo đạo lý là nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Cái vật này không phải của mình làm ra, mình không lấy như vậy. Lấy như vậy là hổ thẹn với lương tâm, với lương tri, với đạo đức. Hổ thẹn với cha mẹ, với ông bà, vì cha mẹ ông bà người ta sanh người ta ra, ta có được cái đồng hồ như vậy. Còn cha mẹ ông bà mình sanh mình ra, mình không có cái đồng hồ như vậy, rồi mình tuổi thân rồi mình ăn cắp của ta sao? Không, không có, là ta sống theo không có. Chứ ta làm vậy nè, nó hổ thẹn cho ông, cho cha mẹ, cho ông bà ta. Hổ thẹn chẳng những ta, mà còn hổ thẹn tới cha mẹ ông bà ta. Cho nên ta không lấy cái cổ này. Thế là người đó là người gọi là tự tàm. Đó là một món của quý báu của cái người học Phật. Đây là cái chữ pháp tài này là cái đó đó. Pháp tài là cái của mà người ta làm cho mình đi trên con đường chánh pháp. Cái thứ tư là quý. Quý là ví dụ như mình lỡ nói sai, làm sai việc gì đó. Trên đời là người thì ai cũng có sai, ai cũng có lúc lỗi lầm. Mà mình là một con người, vậy thì mình cũng có lúc lỗi lầm. Vì vậy cho nên nếu mà thật sự có lỗi lầm, người ta chỉ trích, người ta nhắc nhở mình hoàn toàn hoan hỷ chấp nhận. Đó là một món của báo của thánh hiền đó. Đó là quý. Chứ còn người mà không bao giờ nhận cái sai, cái trái, cái lỗi của mình là người đó không phải ngon đâu.
Đó là người thì ai cũng có lúc sai trái, ai cũng có lúc lỗi lầm. Mà mình là một con người thì mình cũng có lúc sai trái, mình cũng có lúc lỗi lầm. Mà có lỗi lầm mà mình biết nhận, biết sửa chữa, gọi là người có đức quý, là có thêm một cái thứ của báo của hiền thánh. Cái thứ năm là chánh niệm. Chánh niệm thì cái này nói nhiều rồi. Cái người mà tu hành mà mình có cái chánh niệm thì nó giống như cái người giữ nhà giỏi. Người giữ nhà giỏi, ai đi là ngang cửa, ai đi vô vòng rào mình là biết, biết đó là người quen hay là người không quen. Người đó có thể là mời vào, mà người đó có thể là không mời vào. Thế thì mình có chánh niệm thì là những gì thiện là mình lân cận, mình phát huy, mà những gì thuộc về ác, cái niệm ác, cái niệm bất thiện thì mình phải samatha, phải chí nó đi, ngưng nó đi, phải bỏ nó đi. Đây là gọi là niệm, là chánh niệm. Cái món thứ sáu là định. Định tức là phải tu tập thiền định, phải tư duy tu, phải có những cái thời gian, giờ phút tư duy tu thì mới có sanh trí tuệ được. Chứ nếu cuộc sống mình mà mình cứ mình buông thả mà không có giờ phút để tu và tư duy thì cái trí tuệ không có cơ hội để nó phát sanh. Do vậy cho những người mà ham gọi là giải trí, cả ngày mà nghĩa là dán con mắt vào trong cái tivi, ở trong cái đầu máy, ở trong radio, ở trong ca vũ nhạc kịch, thì cái người đó làm ăn ở thế gian cũng có thể dễ thất bại dễ dàng. Còn nói chi học đạo thì không có cơ hội để phát sanh ra trí tuệ đâu. Bởi vì cái tâm nó tán loạn thì không có thì giờ đâu mà định. Mà định, không có định là trí tuệ không có. Cho nên những người mà làm ăn ở thế gian cũng phải cần có định, thì cái suy nghĩ của mình nó mới chín chắn, cái việc làm của mình nó mới không sai phạm. Rồi vậy cái món thứ sáu là của thất thánh tài là món định. Cái thứ bảy là xả. Xả nó có nhiều thứ xả, đại từ đại bi đệ đại xả của Phật, đó là cái xả đại xả, là Phật không hề để cho một cái gì nó vướng mắc trong tâm trong trí của Đức Phật. Kể cả cái việc mà Đức Phật giáo hóa chúng sanh trong 49 năm mà Ngài nói rằng Ngài không hề có nói một chữ nào, đó là cái đức đại xả. Thi ân mà bất cầu báo, không hề kể công ơn gì với chúng sanh, đó là đại xả. Còn như mình đây cũng vậy, mình giờ mình cũng phải học, mình thi ân cho ai cái gì đừng có mong cầu đáp trả. Lấy sự thi ân như đôi dép mỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Thế là thi ân bất cầu báo mà, là xả. Trên bước đường tu hành cũng vậy. Cái trí tuệ của mình là nó phát sinh được rồi á, là mình nhận thức được mặt đó, thì nó giống như là mình nhìn cái viên kim cương cái mặt đó, rồi là mình phải xây cái mặt khác để mà nhìn, mình mới thấy được cái màu sắc khác của cái viên kim cương. Thấy được cái màu sắc đó rồi mình phải nhìn cái khía cạnh khác nữa, thì mình mới có thể thấy được cái toàn diện của kim cương. Mà khi mà thấy nhiều màu sắc của kim cương rồi, còn phải nhận thức rằng sự thật mình thấy nãy giờ 15 màu của viên kim cương, mà kỳ thật viên kim cương này không phải có 15 màu như vậy. Thế thì là bây giờ mình mới, cái trí tuệ của mình nó mới là tăng trưởng thêm mãi, mà nó không có cái hạn cuộc. Do vậy cho nên là phải xả. Thế thì là giới, văn, tàm, quý, niệm, định, xả là 7 cái món tài sản của hiền thánh. Mình phải ráng mà mình giữ cái đó, đừng để cho nó mất. Thank you.